lên cắn xuống. Trời ơi. Wow, con lửa to cả nhà. Nửa ký luôn á cả nhà. Dạ đây cả nhà. Anh em mình lại tiếp tục xuống khu vực đầm nại Ninh Thuận nha cả nhà. Và hai anh em mình đã đi được gần một nửa tiếng đồng hồ rồi, đi kiếm những cái hang cua á. Và anh Đặng anh mình kiếm ở trong bụi đây nè. Đó. Còn Đặng thì anh kiếm ở ngoài bụi hoài. Ngoài qua ngay góc kia. Đó, anh Đặng nằm ở đứng ở xa xa kìa cả nhà. Giờ mình sẽ lội một khúc sình đây. Đi qua về góc đó. Chỗ đây nó hơi lúng cả nhà. Có chỗ nào nó đỡ lúng không anh? Đi với sình hơi bị mỏi chân luôn á. Này cả nhà. Đây cái hàng mới nha cả nhà. Đây cái dấu nó đào lên nè. Chỉ đây. Giờ đang sẽ bắt thử nha. Ồ, hàng to á. Sâu quá, đúng rồi nha. Đúng rồi. Để còn xíu, để nó có tay. Chỗ này nó đào nó cũng tròn cái nha. Cũng dễ bắt. Lọ cút sình rồi thối dưới đây. Cái hàng này dễ cua cặp này. Ngon luôn. Hàng đã quá mà. Tính này hàng này nó cũng dễ bắt cái cho đào xuống nằm ở trên bờ cạn móc con cái ngách nữa tới luôn móc ngách đúng không thôi thế nhiều hàng cua lớn nó đào sâu như nhà con này như nó mới đào à con này đụng đá nó đúng lại nó mà có sình nó đào thôi chứ chẳng hàng đuối luôn nó bị lo luôn á hả. Nè. Đây. Lần sau mà để nó cắn rồi. Con cua lớn nó cắn rồi. Không nhả luôn hả? Đời ba con đầu tiên mà sao nhìn nó quá đẹp á. Cứ thầy cầm nó cắn luôn thôi. Đang ép kéo lên không? Ồ nó cắn viên ngón mình đỡ nó cắn ngay cái mít đó nha. Siêu đau. Rồi đúng thằng nữa. Ngoài ta. Cù khôn ta.
gần tính đây nó gần lên bờ rồi chứ còn chút xíu nữa chú bác. Ủa thắng phê tay luôn. Lần nhẹ nhẹ cho nó nhẹ ra. Quá cái đầu vậy nó tầm tầm nó điếu. Nữa. Này nó có một lớp bột tay nhẹ đó có chừng nhẹ thuốc rút tay lên lật lấy hai bột tay thọc luôn à, hang này hang lớn rồi. Thôi đây nha, cắn hai phát rồi nó còn mình chậm một xíu thôi học nha. Thôi chó hèo ráng lọn để xuống cái ấy lên chứ tới đâu rồi bữa con cua kia nó cắn em giờ nó làm như cục cá em đây luôn, đụng vào đầu rồi đầu luôn. Giờ mua cái miệng hang rộng rộng lên xíu nha, bắt lên nhỏ dễ như nó anh đặng nó con cua dưới nó cũng được chứ. Wow, con cua lũ to cả nhà. Nửa ký luôn á cả nhà. Ồ, ồn cắn. Ồ, to cả nhà, hai càng nữa. Cua nó cắn rồi chứ. Cắn cả nhà ơi. Còn con nữa anh. Cắn to luôn. Ôi nè cả nhà ơi, một cặp cua. Siêu, siêu ngon luôn. Cả nhà ơi, phải cặp đó. À cả nhà. Ôi cả nhà ơi. Con cái nó hai hai con này tính ra nếu mà hai con này phải tầm 6 lạng hơn 6 lạng. 6 lạng 7 lạng. Con đôi đây có 4 bằng 4 lạng. Con này cũng có hơn 2 lạng. Hơn cả nhà ơi. Hơn rồi. Chúng ta lên một tọa đi tiếp nha. Bên đây có thể thấy một cái hang nhỏ này. Trong đây luôn anh. Đây cả nhà. Đang qua qua một cây em đập cái hang cua nhỏ đó này. Hang nằm giữa gốc cây luôn này cả nhà. Tính đây cũng không nhỏ đâu. Thôi nó vừa hang thôi. Nhìn thấy nhỏ thôi nó vừa thôi. Cắn ở đây. Hang này cũng hang mới cả nhà. Là nó. Hang này đào sâu hả? Đồng hang mấy cục cục này. Cái hang này cua chứ không cua hả? Đó là nhỏ thôi chứ. Thôi nhỏ thôi. Mùa này cua hiếm lắm cái nhỉ. Lần trước hai anh em mình đi mà không có luôn nha. Hồi sáng hai anh em đi quá trời luôn á, mà đó đây mà được đụng hai con lên rồi. Nè sao? Có đâu cua nhỏ. Cua nhỏ. Thôi giờ thả điệt đó nha. Nhìn cũng tròn đó nha. Nó chắc sẽ đi nhanh. Thôi này cả nhà. Dạ đấy cả nhà ơi. Anh em mình đi qua đây. Anh Đặng anh đi qua bên góc là anh phát hiện một cái hang này cả nhà. Hang này hơi bị khó thấy luôn á, nằm ở dưới gốc cây này. Trong đó khó thấy cả nhà. Giờ cọp sao nó ăn được ngót nó ăn lòn ra ngoài. Nằm miệng hang luôn hả? Gì mà nó cắn như vậy? Đây là bạn đánh con beo vô nè.
vừa mới học vô đụng cái nó cắn luôn cả nhà. Cây này vừa học vô đụng nó cạn à, nó nằm cạn à. Rồi đó đập cắn cái cây này. Thấy chưa? Vậy cụp luôn. Ừ. Đúng không? Rồi móc móc ra nha cả nhà. Tập vô là nó cắn chịu nổi cả nhà. Thì ăn đây nằm thới miệng nó nhỏ rồi mà thủ ai càng nó cắn biết rồi. Thôi nó cắn, nó còn cắn bị sọt không á, mà dính nhẹ dính không có nhả, dính không nó cắn nó nhả thôi, nó cắn liên tục á. Hè này cũng hơi khó thấy luôn á, nằm có chút xíu. Còn này cũng lặn mấy cái nhà, vậy thôi, vậy thôi, chọn cái nhà ra cái nhà hùng quá mà kịp tụt vô sâu luôn. Lũ vô khóc nằm luôn. Nó đâu còn hang thôi thì nó nằm đó, nó không có thấy gì đây là cái nó ra nó sợ nó ra luôn, nó không có là cắn rồi kéo lên tượng lên lên tới đây thấy ngực nhả kẹt thì mình cắn đuôi cây sắt nó được nhả kẹt. Bò lên nhé, càng cũng bò lên luôn trời, cũng rồi nhờ hùng quá mà cắn luôn, càng kéo lên nhà càng tiến xa nữa đổ bộ luôn. Này phải nằm về thế trong trống xíu vậy đổ bộ luôn. Rồi em trọng chứ cả nhà điều. Bị gãy hai càng luôn. Quá. Bây giờ hai đứa cột lại đi tiếp nha. Bó bịch. Dạ đây cả nhà ơi. Hai anh em mình đi anh Đặng phải có kia cả nhà. Anh trách nhiệm một cái hang cua. Giờ mình đi ngoài đó mình quay. Đường nó khó đi xíu. Nhìn chà bá nằm trong cột cây cả nhà. Wow. Nếu mà con này nó còn ở chắc chặt bá luôn cả nhà trước chân này. Ồ, ok. Giờ mà chặt góc này nha cả nhà. Chỗ đây đất mềm cả nhà. Cũng dễ chặt góc. Không cắn không cây nhộn nhộn chứ. Nhát tay. Hàng to đây, sâu xuống này đây. Nghe trên nó có dấu chân này chứ ngon lắm. Dấu chân này. Chỉ nè. Chỉ luôn hả? Ừ. Chỉ lắp tiếp đó nha. Thôi cái mềm quá nha. Sẽ lắp mềm. Dễ. Nha. Cái chạy nó sọt đi cái con tay. Chung bắt một lần mà bị nó cắn, mới cắn mà nó cắn đau đầu xíu rồi nhận rồi nó như vậy đó thành thủ mà đụng cái nhà ơi. Rồi nó chạy lên, rồi nó chạy lên
nó chị gốc. Chờ xíu nó chạy lên là chạy lên đủ đây nè. Cũng hang lại chạy lên luôn. Thường thường mấy con cũng hung 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 là nó chạy lên nó chứ mà sao. Này. Cắn ơi răng luôn. Cắn một mình có vỏ mình né thui kiếm ở đây. Hên xui thôi. Nàng đang ảnh đang lặn cái cho nó khỏi cắn cái. Cái dùi cái này nó to. Điện hung. Cắn cái tay nó nha. Rồi nó ra luôn. Nãy giờ nó cắn rồi xong nó tụt cái tay lại. Nó hai cái tay. Ồ, nó hung. Được cua, cái này con cua nhỏ vậy nó làm hang hết chứ. Được cái nha. Hang to mà không để giòn nữa nha. Hang này bự mà con cua nhỏ dưới tay. Rồi, cái to chứ không, trong đây vô nó ở cái tiền hả. Con này cả nhà ơi. Con. Con to chưa? Này to quá nè. Hai tay. Đây cả nhà ơi. Anh em mình đi qua góc đây nè. Mình phát hiện một cái hang này. Ở trên bờ. Nó có cái dấu đào lên. Dưới nó có dấu chân mà cứu rồi. Đứng trên bờ nó không dám bò xuống nữa cả nhà. Bắt đào lên cả nhà. Vô hang này nó cũng hơi cũ rồi cả nhà. Chạy lên luôn. Thử con. Chọc đi ra. Đụng luôn sao ta. Hàng nó đào cạn với ta. Chúng ta đúng rõ sao không đào cạn. Dưới tay mất một lần đi. Cái nhà. Rồi đâu nha. Hàng này cũng bắt giỡn bắt giỡn cái nhà. Hàng của cái là biến đạo. Vô hàng cũ thì sao cho. Cái nhà. Dạ đây cái nhà ơi. Anh em mình đi về góc đây nè. Phát hiện ở trên bờ này nó có dấu đào luôn nè. Ngay đây nó có dấu chân nó bấm này cả nhà. Đó. Dưới đây nè. Đó, nó có cái hàng. Dưới gốc cây này cả nhà. Giờ nặng sẽ coi thử. Thấy trên bờ là có dấu chân bấm đồ rõ luôn. Đó, đụng tay đụng. Đi thôi chứ đụng luôn cả nhà ơi. Con này nó mới đào hôm nãy luôn cả nhà. Cái dấu đào nó mới nè. Giờ mới xuống đụng nè. Bà đây chắc không là biến đào sao cho mới vô mà nằm ngay miệng hang luôn cả nhà. Ngay gốc cây chứ. Ôi nó kẹp rồi. Kẹp cho mất nè. Cái thế này. À, giống vậy sợ dễ dàng vô con kia quá. Mất người luôn. Mất người qua là anh. Vô anh chú à, chưa chưa có đào máy ảnh dọn hay sơ sơ. Vô đi. Thế này khó khó thấy chưa. Dễ 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 thôi cặp tay không được nữa. Con này dễ bắt mày nha, mà sao ghế càng cái nha. Còn cắn trong cái hai cái luôn. Cây còn một cái móc. Lên 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 chị
nó nhẹ nó kịp với tay á. Đây cả nhà. To cả nhà. Nó bắt nhẹ thôi cái càng cả nhà. Cùi một cái sao cái mai to dữ ta. Con cù cái nó vô những cái trò con cù cái cả nhà. Hơn nữa. Con cù cái nó lười đào hang. Nó vô nó nằm những cái hang cũ luôn con nghe nha. Cả nhà hơn cái gạch cả nhà. Ý nhận khe luôn. Giờ cũng chưa rồi cả nhà. Hai anh em mình sẽ lên. Và quay thành quả cho cả nhà mình xem nha. Dạ đây cả nhà ơi, đây là thành quả của một bắt bắt cua của hai anh em mình nè cả nhà. Sáng hai anh em mình đi chắc có một tiếng mấy á cả nhà, mà không có con cua nào luôn. Giờ chuyển qua một cái vùng mới nè, như nó vô nguyên tập đoàn hay sao á, bắt một vùng cỡ tầm 2 tiếng đồng hồ là được mớ cua đây nè cả nhà, cũng khá là nhiều luôn, cũng cả chục con luôn á, con siêu to luôn bự đó nha. Dạ đây cả nhà, giờ cũng đã trễ rồi, anh em mình sẽ về hẹn cả nhà vào những clip lần sau nha. Cảm ơn cả nhà, chào cả nhà. Một ngày bắt cua siêu thành công luôn cả nhà.